Rồi để bắt đầu mình lập trình với Laravel thì các bạn phải có cái SAM. Thì sau khi chúng ta đã cài SAM trên máy rồi thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cài cái composer. Thì các bạn vào cái getcomposer.org để các bạn download cái này về. Đấy, thì sau khi download về thì đợi khoảng xíu thì download xong thì các bạn sẽ cài đặt composer một cách bình thường mà thôi ha. Rồi khi cài đặt composer thì các bạn cứ là cài đặt cho tất cả. Rồi sau đó thì các bạn cũng không cần check vô đây mà các bạn nét thôi. Rồi thì các bạn quan sát là nó đang sử dụng cái BigB phiên bản nào ha. Rồi, Corosi các bạn cũng không check luôn. Rồi, nét luôn. Rồi các bạn cài đặt. Thì quá trình cài đặt Composer này cực kỳ nhanh và đợi khoảng trong vòng khoảng chưa đầy 1 phút thì xong. Đấy, xong rồi đó thì các bạn finish. Rồi, để cho an toàn kiểm tra Composer thì các bạn đóng luôn cái Visual Code nếu các bạn đang mở. Rồi các bạn khởi động lại cái Visual Code ha. Rồi khi mình khởi động lại Visual Code thì các bạn tạo một cái thư mục trên cái thư mục SAM cũng được ha, htdoc, SAM htdoc cũng được. Và chúng ta mở cái open cái thư mục đó lên. Và sau đó các bạn mở cái terminal này lên. Sau khi tập mở terminal thì các bạn bắt đầu kiểm tra composer trừ v xem phiên bản composer cài trên máy mình là phiên bản máy ha. Và nó hiển thị như thế này thì chúng ta đã cài xong cái composer rồi. Rồi sau khi cài xong composer thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cài Laravel ha. Rồi câu lệnh để cài Laravel là câu lệnh này. Câu lệnh màu xanh này nè. Đó, thì ở đây các bạn thấy là mình sẽ có hai option, một cái là mình cài thủ công với Composer, một cái thì mình có thể là sử dụng cái package Laravel của Composer. Con này mình đang đặt cài thủ công luôn. Các bạn thay đổi cái tên dự án của mình, ví dụ như tôi để là lab 1 chẳng hạn. Laravel đầu tiên là lab 1. Rồi enter. Thì quá trình cài Laravel nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cái máy của mình và tùy thuộc vào cái mạng ha. Nhưng ở đây có một cái vấn đề này, xanh xanh đỏ đỏ nè, vàng vàng nè. Đó, thì các bạn thấy nếu mà nó báo cảnh báo với mình là unzip 7 zip như thế này á, thì các bạn phải download cái 7 zip về để các bạn cài đặt vào cái máy của mình, thì các bạn cài lại Laravel ha. Nó báo vàng báo đỏ là tức là cài chưa thành công á. Rồi, thì các bạn mở trình duyệt lên, các bạn sạc cho tôi là unzip 7 zip download. Các bạn enter. Thì bây giờ các bạn download cái 7 zip này về. Tức là khi mà cài Laravel á, thì nó download những cái package rồi nó giải nén thì nó cần cái 7 zip này. Rồi sau khi cài xong thì các bạn click vào và các bạn cài đặt luôn cái 7 zip này ha. Năm giây là xong cái phần 7 zip này. Rồi ok đóng lại. Bây giờ mình trở lại cái terminal trong Visual Code, bắt đầu mình cài lại cái Laravel ha. Quá trình cài Laravel thì nó mất khoảng vài phút ha. Và lúc này tôi đã sẽ tua. Các bạn đợi khoảng 1 phút, 2 phút gì đó, tùy theo máy, tùy theo tốc độ đường truyền của mạng nữa. Bắt buộc phải có kết nối mạng ha, tại nó download một số package về để nó cài đó. Bạn thấy không? Lúc này thì các bạn chỉ có cái là chờ đợi thôi ha. Rồi quá trình nó tạo những cái file auto load thì cũng lâu, cũng khoảng 1-2 phút á. Thì các bạn cũng vui lòng chờ đợi ha. Quá trình nó download mấy cái file, quá trình nó tạo mấy cái file auto load á, hơi lâu một xíu, khoảng 2 phút. Hai phút mấy rồi đó mà nó load chưa xong luôn, nó tạo chưa xong cái những cái file auto load luôn.
Tới đây thì nó đã xong rồi này các bạn ha. Rồi sau khi mà mình đã cài đặt xong Laravel thì bây giờ chúng ta sẵn sàng chạy cái server. Rồi để chạy cái server Laravel thì các bạn cd tới cái thư mục cài đặt Laravel của mình. Sau đó các bạn sẽ gõ cái dòng lệnh là bitb artisan server, enter. Và nó đã chạy tới trên cái server 8000 này. Các bạn control click vào cái đường link này để chạy cái server Laravel ha. Control click. Rồi, trong lúc mà nó mở trình duyệt thì ở bên đây server nó vẫn chạy bình thường ha. Thì bây giờ ta mở cái trình duyệt lên để chúng ta coi kết quả sau khi cài đặt cái Laravel. Ok, các bạn thấy là màn hình cài đặt nó sẽ như thế này. Thì đã cài xong thành công Laravel ha.